nó chạy xuống đây. Hello tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Lương Football nha. Hôm nay lại là ngày cuối cùng của năm 2023. Cuối cùng đây tức là cái ngày mà mình đá bóng cuối cùng. Vậy là đã tròn một năm rồi từ ngày mình bắt đầu cái hành trình sự nghiệp quay video về bóng đá, cũng không quá ngắn và không quá dài. Trong năm qua thì mình cũng thay đổi rất nhiều. Một lần nữa mình dành rất nhiều lời cảm ơn đến cho các bạn khán giả đã đăng ký kênh của mình và luôn theo dõi mình trong thời gian qua nhé. Hôm nay sẽ là một trận bóng cuối cùng và sau khi đá xong đội mình sẽ đi liên hoan. Ok, không liên thiên linh tinh, chúng ta bắt đầu vào trận đấu các bạn. Go! Cắt, đúng rồi. Chọc về luôn. Chuyển sang, nhiên. Đấy. Tốt. Không có vẹo gì cả. Cát. Quả này không có vẹo gì hết. Ui dồi ôi. Quả này mà không có vẹo gì, hai thằng đứng kia kìa. Không sao anh em ơi. Đây. Con, tốt. Không ổn. Đóng anh. Đóng anh. Chạy không được. Đúng rồi, ăn. Tốt. Nope. Chuyển vào, ôi giời ơi. Đỡ quả bóng kìa. Trời ơi. Thôi sao rồi, ông Nhiên ơi. Phá, đúng rồi. Lấy công chuộc tội. Phá luôn. Bỏ chạy đi. Thôi. Chạy đi. Phá luôn. Quả đấy đẩy nó lên nhịp là ngon. Ôi trời ơi. Thôi thả. Bỏ chạy trước khô khe đây. Khe đây này. Không chạy không kịp đến. Luôn. Nope. Em nó lại giỡn kiểu gì nhỉ? Ôi trời, từ từ nào. Có bỏ cái gì cơ? Sút của đấy có vào đâu mà. Lâu lắm mới được quả chuyền núng chân. Ê anh. Ê Bình. Nope. Thôi rồi mình em ơi. Cố lên. Đây. Tay rồi. Lên nào. Luôn. Đây rồi. Ui ơi ơi, tiếc chưa. Đừng mất bóng, mất là thua đấy. Nếu ai? Mất là thua đấy. Phá đi. Đứng đó. Chạy đi mình ơi. Gọt lại gắt, gọt. Anh chạy lên phía trước, anh dùng gật này. Mình sút không vào được mà.
mấy cái ông này. Sút vãi cái nào. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Bảo ơi, cố lên. Không đừng ngã cho nó. Ôi giời, đã chuyển được. Còn gì nữa đâu. Đây. À, sao rồi? Đâu có đâu con. Rồi hai cái đông. Hay. Bảo ơi, bảo ơi. Dê đó. Thôi cô trời. Anh Cường. Tôi chết mày ơi. Hải Lão anh Cường ơi. Được lắm với anh Cường kể lại. Hay quá. Rồi. Bên họ đấy. Ở đây là kèm đây rồi. Rồi, không có bây giờ. Phòng muốn. Ôi trời. Thì chết rồi. Ôi yeah, bảo anh chuyển lỗi quá. Chết tôi trời ơi. Em chỉ đang thẳng với em ơi. Nếu có duyên có những hùm, nếu có duyên suốt kiểu đéo chứ không vào. Em đéo được. Khó mà. Nhiên xua. Hôm nay ra sớm là chưa có ai mà có mình bảo ra luyện tập suốt trước. Buổi sáng nó sương mù mà đến chiều nó lại trong xanh luôn nhỉ. Này anh em phải ra sớm để chiến mạnh ấy. Anh Bình đá ở dưới em thôi. Chuyển về cho một xúc. Cái gì vậy? Say say. Xong rồi. Ở đây anh Bình ơi. Được rồi. Cái gì đấy? Bỏ tay ra! Quay quá này! Quay rồi không, bóng anh thoát khỏi người anh rồi, không được kèm. Ôi ơi! Sao đéo có lực nhờ? Ai? Bình! Ôi ơi! Chết chết! Sức dướn hơi yếu. Chống chật đi. Cướp. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Mẹ tí thôi mà. Hay quá. Lần này cứ chạy phát là nó đau cái. Cái đây này. Cái kiểu gì. Còn đấy không sao, phá được đã. Rồi cắt luôn, đúng rồi. Thôi. Thôi rồi. Chuyển anh ơi, tốt. Chuyển đi. Bắn lên sao đây. Đây đây bỏ. Còn đấu đi. Được. Đấy. Đấy anh em cứ đá đồng đội thế là được. Hay quá. Hả? Ôi ơi, đang đâu con. Mẹ quả kỹ tính quá nhỉ. Mà bảo ấy. Thủ môn lên. Bảo. Luôn. Chậm. Chậm. Đây này. Oh,
Được được. Quả em không ngờ em rút vào đấy. Anh Bình ơi, có quế vào đá được đấy. Thế đống lương lâu lắm. Ngược đây, ngược đây chạy, ngược đây chạy. Đây này, đây con đây, con đây chạy. Chạy chạy chạy. Tưởng là chạy xuống đây. Câu của đăng chỉ rồi. Ông cái thỏ cái màu vàng. Chạy xuống đây. Chạy xuống đây. Không sao không sao. Nhìn xem lại đấy à. Mình đang cái chỉ đạo đấy, thỏ màu vàng. Ui chết rồi, chết rồi, chết rồi. Hớ ra cái là chết. Bật đây, bật đây, đây. Ui khổ. Chuyển đi em, chuyển nhanh. Ôi giời. Ôi giời. Về thằng này. Được. Theo sát đấy. Ôi. Bé soi cái. Dùng đầu ấy, dùng bằng ngực, vai. Nhảy lên đánh đâu? Lùa đi không? Lùa đi kia vào đừng có sút. Ôi giời, hai anh em đéo được. Hai anh em cùng cố đéo được cái chứ. Mẹ cái bài của thai khó đấy. Giữ lại, giữ lại, giữ lại đã. Quan sát. Ông này dướn đây. Ôi giời, Linh ơi là Linh. Thỏ vào. Rồi ok. Ôi. Dướn lên, ôi trời. Thế mà không dướn được ở đây. Họ phối hợp rồi không đóng đâu. Hay quá em ơi. Được, ai đây bắt ai đấy. Mẹ bắt quả được. Bắt gì nữa này. Bắt cái người gì nữa này. Chiến đây. Bắt nó phải. Đấy, đẩy thế mà nó còn băng được ấy. Quê ơi. Ăn luôn. Hay. Ôi ơi, kiến tạo. Huyền thoại vẽ luôn rồi. Không tin được. Một phát đấy luôn. Quả vùng hết tất tầm chân. Thay người, thay người, thay người. Tao phải kiến tạo một phát đi. Nói 10 phút, mấy phút rồi? 15 phút rồi. Giờ vào được kiến tạo quả tao về là đẹp. Thôi về đi ăn. Về à? Về đi ăn tất nhiên. Là có những lúc là cũng khó khăn vất vả đúng không? Anh em ta thua rất nhiều. Ta đối đúng không? Nhưng sao lại có những lần là lật kèo ra đây? Đội thả vui mà. Anh nhìn đây. Mà công nhận tôi cũng phải góp ý luôn là cái buổi này buổi tổng kết là bạn cũng nói ít thôi. Bạn nào? Bạn nào? Bạn nào? Bạn nào đâu. Riêng bạn là cũng phải nói ít thôi. Anh em có vẻ là anh cùng với anh Nhiên là ngồi cùng bàn nhau đẹp. Đúng rồi, cái bàn này. Đây đây, anh Nhiên phải ngồi ghế này, tí nữa nhường cái ghế này. Đấy, anh em là 9 bỏ 5 10. Anh Nhiên là cho cái đội trưởng cái đội hậu cần với đội MC. Đội nhận bóng thôi là được rồi. Quan trọng là anh em tinh thần nó vui đều đá rồi, ông cứ chỉ trích. Tôi ông solo xem nào. Không, anh em đội bóng như thế là mình thấy cũng đều mà hôm nay. Đầu năm là anh em mình làm gì được đông như này đúng không? Đầu năm thì thiếu nhiều. Là cũng chắc là bây giờ là số như thế nó cũng ổn. Đội anh em nói chung mình là thuộc đông đủ các tầng lớp từ trẻ trâu đến già trâu. Anh em đá thấy vui mà. Vui. Không có người là vui. Đi rất nhiều đội bóng mà. À, bóng. Ngay cả Bảo Bảo này. Bảo Bảo này đi khắp năm châu bốn biển nó cuối cùng nó vẫn phải quay lại đúng không? Vẫn phải trở về mái nhà xưa.
này tôi nói với ông bảo bảo nhá, cái đội này là nó không điều lệ của đoàn hoàng không tích thì ông giao thì rất đơn giản nhưng mà xin tái lại hòa nhập cộng đồng là ông phải ông chưa trình cho bọn tôi, ông bảo cho tôi đá cái đội hình nó không có quốc là quốc quốc pháp ra có ra quỳ đúng không, đúng rồi ông này nói thế chuẩn đấy, phải tí là phải làm chén này em cũng làm thế liên tục nhá. Đấy. Nước tăng lực đã xuất hiện. Người mùi đã thấy say rồi đấy. Người mùi đã thấy say rồi. Anh em đang đi nhỉ? Nhân cái dịp gì anh? Nhân dịp Tết đến xuân về. Rồi. Anh em 2024 này. Anh em có vui tân niên. Cảm ơn tất cả anh em và cái sự trước đội bóng này là công sức đóng góp của tất cả anh em. Ok. Và mỗi người anh em rồi, em bắt tất cả anh em ơi. Anh em ơi. Ui dồi, quả rượu. Anh em rượu uống hết rồi nhá. Rượu lá mơ này ngon đấy nhỉ. Ghi hình này đấy. Tình cảm anh em là bền lâu, mãi bền lâu. Chủ tịch và hai phó chủ tịch. Chủ tịch phó chủ tịch Hùng với chủ tịch Nhiên. Bắt tay đi. Này Nhiên chưa. Đây, đừng chỉ tay. Không chỉ tay. Nhiên uống đi. Không chỉ tay. Rồi, bắt tay. Ông thấy tình cảm. Nhưng mà bớt cái câu thì bảo anh em đăng ký kênh ủng hộ Lương Football nhá.